hay hư cái gì nhất? Là cái cân này đã em thiết kế chống nước rồi, với lại thiết kế chống chuột nữa. Thì giờ anh chỉ việc là bảo quản là chống rỉ nữa là xong ha. Chứ những cái cân khác thì thị trường người ta sẽ ít có cái ai mà chống nước, ít ai mà chống chuột, thì bên em đã là chống nước chống chuột rồi. Dạ. Dạ từ từ để ráp xong rồi. Dạ có, nên tương đối ạ. Dạ, bốn cái chân ở bốn góc nó thăng đơ được cho nên mình chỉnh được. Rồi. Mình sẽ dặn cái chân này đi anh Hiệu, chân này thấp này anh Hiệu, dặn cái chân này ra. Đúng rồi. Kề bên này. Dạ không, nó tương đơ ạ, nó tương đơ được ạ. Theo nguyên lý là mình dặn cho nó sát vô, sau đó bên nào mà thiếu mình bù ra anh ha. Dạ. Rồi là thăng bằng thôi. Rồi sau đó mình khởi động cân thôi. Rồi như thế này là đẹp. Rồi sau đó em nói ví dụ anh mà muốn trừ biển cái lồng thì mình đặt cái lồng lên. Rồi hoặc là ngay từ đầu anh để cái lồng lên thì nó sẽ trở về zero như thế này. Nó không tính cái lồng, tức là phải khởi động trước thì phải ấy lên. Nếu mà khởi động trước rồi thì phải ấm và phải bấm zero để nó trừ bị lồng. Còn nếu mà ngay từ đầu anh đặt cái lồng lên rồi thì anh khởi động lên nó sẽ zero giống này. Rồi bây giờ con ví dụ anh cô hay đứng con đây giả thiết ta đi cậu đứng lên rồi. Giả thiết dạ. Đây là cái lồng. Cái lồng rồi, đó rồi. Giờ đang không đúng không? Dạ đúng rồi, chú có để lên đi ạ. Thử cái này là cái lồng đi. Dạ. Báo gì đây? Dạ báo 7 cân. Rồi, anh sẽ bấm chữ trừ giùm em ấy, chữ T không, bấm giùm em. Rồi. Rồi nó sẽ trở về zero rồi, con mời bác lên. Rồi, con mời bác lên. Không, bác lên luôn, bác đứng lên luôn. Cái lồng cũng rồi. Dạ đúng rồi. Thì bác sẽ là 53 con ví dụ bác nhúng đi, bác nhúng thử xem ví dụ Minh Họa là con bác nhúng ở trong một giới hạn nhất định nào đó, êm như vậy á thì nó sẽ đứng số luôn. Có nghĩa là cái này là cân 2 con. Cho nên là con thứ nhất lên, ổn định số giữ đó. Con thứ hai lên số rồi giữ đó. Dạ như vậy. Dạ, như vậy là ổn rồi. Báo anh nha. Dạ không, bây giờ. Rồi. Anh xuống đây với em đi để cho con ví dụ bắt lên giùm. Bắt lên giùm. Bắt lên cho bác gái lên. Dạ đúng rồi. Rồi xong. Rồi con mời bác bắt gái lên. Bác gái lên xem nào. Cái này là cái chỉ đó. Nó ổn định số 53, sau đó nó vẫn lên, sau đó nó vẫn giữ số lại cho dù con heo nó quẩy đuôi quẩy qua quẩy lại nhúng tới nhúng lui thì nó vẫn là 106, là vẫn giữ lại đó cho mình. Nó khác với những cái dòng cân khác là lên nó chạy tán loạn, heo quẩy đuôi nó nhảy. Còn cái cân này thì nó sẽ đứng số như mình vậy. Đúng rồi. Không, cái này nhúng rồi. Dạ đó thì nhúng nó vẫn giữ số cho mình. Ta biết người ta 53 trừ cho bà này là 106 là bà này bao nhiêu cân. Dạ. Thì chú xuống đi, bác xuống đi rồi bắt gái còn lại cũng 53. Tại giữ số của cậu rồi. Thế thì không phải nữa. Thì bác 53 mà. Bác gái 53. Bác gái khác. Bác 53. Vô tình 53. Vô tình 53. Đều là 53. Ok. Dạ rồi. Xin lỗi. Dạ. Hai người bằng. Hai người bằng. Dạ. Cảm ơn anh Thiết ở Bù Đốp Bình Phước đã tin tưởng mua cân heo điện tử này. Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và chăn nuôi phát đạt ạ.